theo là về cái hướng đông thì xin mời anh Đức Trung. Cảm ơn anh Long. Hướng đông thì chúng ta biết là giải độ của hướng đông nó trải từ 67,5 độ cho đến 112,5 độ. Hướng đông thì bao gồm ba sơn hướng là Giáp, Mão, Ất. Thì trong cái năm 2020 thì cái việc đó là chúng ta biết là 2020 thì ngũ hoàng đại sát đáo đến hướng đông. Do đó rằng là ngũ hoàng đại sát là một trong năm đại sát tinh rất lớn mà chúng ta cần phải xét trong hệ thống chúng ta sát tinh chúng ta xét. Đó bao gồm Thái tế sát, ngũ hoàng đại sát, tam sát, mậu kỷ đối tiên sát và mùa long biến vận sát. Thì năm 2020 vì rằng ngũ hoàng đại sát đáo đến hướng đông, do đó xác định đầu tiên rằng là hướng đông năm 2020 chúng ta không làm được. Vậy thì một điều chắc chắn luôn đó là chắc chắn năm 2020 sẽ không có bộ hồ sơ phong thủy nào đối với nhà hướng đông xây dựng mới mà không thể nguyên làm. Do đó là đây là một yếu tố quan trọng mà các anh chị cần phải chú ý. Nếu như các anh chị đang có cái nhà hướng đông có giải độ từ 67,5 độ cho đến 112,5 độ, các anh chị định làm trong năm 2020 thì chắc chắn một điều là không làm được đâu. Hãy để các năm khác, thậm chí năm 2019 này chúng ta cũng không làm được nốt hướng đông này, vì rằng là phần tọa của nó là phần tây, nó phạm tam sát, chúng ta không làm được. Xét đến cái điều đó là tu phương đối với phương đông, vì rằng là ngũ hoàng đại sát là một trong những sát tinh rất lớn trong hệ thống tổ tinh, cũng là một trong năm đại sát tinh lớn trong cái việc khai sơ lập hướng. Do đó rằng là với việc năm 2020 mà ngũ hoàng đại sát đáo đến phương bị đông ở trong nhà các anh chị, phương này chúng ta cần làm tĩnh và không được làm động. Do đó rằng là chúng ta cũng không có tu tạo sửa chữa luôn được cái phương đông này. Do đó rằng là cái phương đông nó phạm ngũ hoàng đại sát lại phạm luôn cả mậu kỷ đối tiên nữa. Do đó rằng là cái phương bị đông ở trong nhà tính từ tâm của nhà, tính đến cái phương bị đông thì phương bị này các anh chị cũng không nên tu tạo sửa chữa trong năm 2020 canh tí. Tự chung lại, hướng đông trong năm 2020 canh tí chúng ta không nên xây mới, cũng không nên đập hướng mới.